Bộ phim Con đường đau khổ. Bộ phim được dựng theo tác phẩm cùng tên của nhà văn Alexei Tolstoy, đạo diễn Vasily Odinsky. Những người con đã ngã xuống trên chiến trường vinh quang vì đức tin, vì Sa Hoàng và Tổ quốc. Báo Pháp, hy sinh vì Tổ quốc. Báo Đức, vì nhà vua và Tổ quốc. Báo Anh, phụng sự nhà vua và Tổ quốc. Hãy nhìn này, những anh lính Ivan Nga ở Pháp. Chelegin Ivan Ilyich. Alo, tôi nghe đây. Vâng, đúng rồi. Đây là lãnh sự quán Nga. Ngài bảo sao cơ? Không được. Alo, lãnh sự quán Nga đây. Không, hôm nay ngài lãnh sự không tiếp khách. Vâng. Giờ thì không còn là lời đồn đại nữa, thưa các ngài. Tại cảng Marseille, họ đã tống tiễn lính của chúng ta đi. Chúa ơi, tại sao họ phải làm thế? Để cứu dân tộc Pháp. Một lũ ếch nhái, quỷ tha ma bắt chúng đi. Nghe nói cứ mỗi người lính của ta, họ sẽ trả cho mấy ông tướng 38 đồng rúp vàng. Chelegin Ivan Ilyich. Alo, lãnh sự quán Nga đây. Chúng tôi không biết gì hết, không biết về tàu bè hay bất cứ phương tiện nào sẽ đi về Nga. Không có gì, rất hân hạnh phục vụ ngài. Tôi muốn về nhà quá. Bà cũng có chuyện buồn nữa. Không. Tạm thời thì không. Chúng tôi đã mất đứa con trai. Nó là đội trưởng đội kỵ binh cận vệ thuộc trung đoàn dưới quyền công tước Dogaruki. Bà biết ngài ấy chứ? Tôi không biết. Chúng tôi đã mất đứa con trai duy nhất. Tôi bảo anh trai tôi, anh đúng là con mọt sách. Chào cô y tá, chào bác sĩ. Tôi căm ghét bọn xã hội dân chủ. Tôi bảo anh ấy, anh đúng là người từ hành tinh khác đến. Tóm lại, anh ấy đuổi tôi ra khỏi nhà. Bây giờ ở Moscow tôi chả có lấy một xu.
đúng là cười ra nước mắt. Tôi xin cô đấy, Daria Dmitrievna, cô làm ơn hỏi giúp ông Nikolai Ivanovich. Với tôi làm chỗ nào cũng được, nhưng tốt nhất là trên tàu chở thương binh. Được, tôi sẽ nói với anh ấy. Ở đây tôi chẳng có quen ai ngoài cô và ông Nikolai Ivanovich. Cô có thấy tiếc khi phải rời bỏ Petersburg không? Nghe họ nói căn hộ của gia đình cô ở đó rất sang trọng. Sapakov đã nói vậy. Cô còn nhớ họ không? Sapakov hiện đang ở ngoài mặt trận, ở sư đoàn hoang dã gì đó. Phải, còn Zirov nữa. Anh ta đã trở thành một phóng viên rất thời thượng, viết những bài báo yêu nước. Tất nhiên đều dối trá cả thôi. Còn anh Ivan Ilyich Chelyagin ở đâu nhỉ? Ngoài mặt trận ư? Hình như cô rất quen thân với anh ấy thì phải. Anh Ivan Ilyich đã mất tích. Hôm nay tôi sẽ nói chuyện với anh Nikolai Ivanovich. Tôi từng yêu say đắm anh Ivan Ilyich. Yêu khủng khiếp, yêu ghê gớm. Thôi được, mai tôi sẽ quay lại. Tôi sẵn lòng làm bất cứ việc gì. Chúng tôi không cung cấp gì cho các trung đoàn dự bị. Tại các trung đoàn dự bị hầu hết đều đi giày cỏ. Tất cả binh lính đều đi giày cỏ. Tôi đang giải thích cho ngài về những đại đội hành quân. Chúng tôi không phải là đơn vị cung ứng, mà là liên minh thành thị, một tổ chức công nghiệp yêu nước. Tổ chức công nghiệp yêu nước. Chính vậy. Lợi nhuận là việc của các ngài. Cổ phần này nọ cũng tùy ở lương tâm các ngài. Hiện giờ tôi chỉ quan tâm đến những đôi ủng. Phải, thưa ngài quý mến, những đôi ủng. Những đôi ủng bền chắc để có thể đi đến Viên, đến Berlin. Chứ không phải loại giày từ thời tướng Kurapatki đâu nhé. Dasa, Dasa, em làm sao vậy? Chuyện gì thế em gái? Chuyện gì hả? Được rồi, chờ anh một chút nhé. Em làm anh hết hồn. Chúa ơi, thật khủng khiếp, thật ghê sợ, thật đáng sợ. Anh Nikolai, em không thể sống được nữa. Em không thể, em không muốn sống nữa. Hãy nhẫn nại, Dasa. Cái chính là phải chờ xem thế nào. Anh ấy mất tích, có thể đã bị bắt làm tù binh. Có hàng ngàn trường hợp như vậy mà. Hàng ngàn trường hợp thì liên quan gì đến em chứ? Liên quan gì đến em? Em yêu anh Ivan vô cùng. Chỉ giản dị vậy thôi. Em yêu anh Ivan khủng khiếp. Em nói đến ai vậy Dasa? Nói như vậy xong là quên luôn. Khoan đã anh Nikolai. Mọi việc thật đơn giản. Mình yêu anh Ivan khủng khiếp. Thank you.
Nếu cô chỉ khoái nghe những chuyện về chiến công của mấy chàng tráng sĩ thì cô tìm không đúng địa chỉ rồi. Xin lỗi, tôi không hề tin chút nào những câu chuyện cổ tích đó. Trong trung đoàn tôi có anh chàng thượng úy Macdonald, vốn nổi tiếng tin vào định mệnh. Có lần sau khi uống một chai cognac, anh chàng vượt qua hàng rào dây thép gai, đến gần sát công sự địch và chửi quân Đức bằng bốn thứ tiếng. Hôm qua anh ta đã phải trả giá cho cái lối chơi ngông cuồng của mình bằng một viên đạn vào bụng. Thế có nghĩa là thượng úy Martinov dù sao cũng là anh hùng chứ? Chỉ có những kẻ hám danh và những thằng ngốc làm gì có anh hùng. Nhưng khi các anh xông lên tấn công, đó có phải là hành động anh hùng không? Lính tráng không xông lên tấn công mà bị lùa đi. Và những thằng chịu xung phong là những thằng hèn. Dĩ nhiên cũng có những kẻ không bị ép buộc mà vẫn liều mạng. Nhưng đó là vì trong họ có sẵn nhu cầu bản năng khát khao giết chóc. Có thể nói đó là những người đã đạt đến trình độ cao nhất của ý thức con người. Còn anh thì sao? Anh thì sao cái gì? Xin lỗi, tôi hơi say. Chúng ta ra ngoài không khí cho thoáng đi. Дышала ночь восторгом сладострастия, неясных дум и трепета полна. Я вас ждала с безумной жаждой счастья. Я вас ждала и млела у окна. Sao, cô thấy thế nào? Em không biết. Tôi mạnh mẽ như Chúa Trời, sức tôi có thể bẻ đôi một đồng hào. Tôi nhìn thấu từng người như nhìn qua tấm kính. Tôi căm ghét cái lũ chỉ biết cười hi hi ha ha, chỉ tán nhảm toàn chuyện hèn nhát. Thật ghê tởm, chẳng khác gì lũ giỏi nhung nhúc trong đống phân. Tôi sẽ dẫm nát chúng. Ta ra đống rơm đằng kia đi. Tôi không yêu cô, không thể yêu. Và sẽ không bao giờ yêu. Nhưng tôi cần cô. Cô phải hiểu điều đó. Cô không giống bọn họ. Tôi sẽ dạy cô. Chết tiệt, lại bắt đầu rồi. Thank you.
Tôi hiểu đó là trận pháo kích dọn đường, nhưng là của bên nào? Nếu thế thì tại sao hầm của tôi lại rung dữ dội như vậy? À, thì ra là đang chuyển hướng. Bao giờ mới kết thúc đây? Xin được phép hỏi ngài. Mẹ kiếp, lại nổ sát cạnh hầm. Súng máy sẵn sàng. Chuẩn lý Zarov đã ra ngoài. Ông ấy đang ở trên đảo. Không phải bọn áo mà chính chúng tôi đang không ngóc đầu được đây này. Xin ngài cúi xuống một chút, đang bắn nhau dữ quá, tránh ra. Xem đây, các ngài áo quốc. 43. 47. 48. 50, 51, 52. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. 61. Thank you.
những người lính, những chàng trai dũng cảm. Ai là ông cha của các anh? Là ai ư? Xin trả lời cho nhanh. Chiến thắng vinh quang là cha ông của người lính. Những người lính, những chàng trai vui tính. Hỏi ai là vợ của các anh? Là ai ư? Xin trả lời cho nhanh. Súng lên đạn sẵn sàng là vợ yêu của lính. Những người lính, những chàng trai kiêu hãnh. Vinh quang của các anh nằm ở đâu? Người lính hiên ngang dũng mãnh ngẩng cao đầu. Vinh quang của chúng tôi là đế chế Nga vĩ đại. Daria Dmitrievna. Chào cô. Daria Dmitrievna, hôm qua và hôm kia tôi đều thấy cô ở đây, nhưng tôi không dám đến gặp cô. Hôm nay họ nói với tôi là cô có ca trực. Tôi sắp phải đi chiến đấu. Cuối cùng thì họ cũng sợ đến tôi. Sao lại là đi chiến đấu? Ông ở đơn vị Hồng Thập Tự kia mà. Thì cứ cho là tương đối ít nguy hiểm hơn. Bị giết hay không bị giết, với tôi thế nào cũng xong. Daria Dmitrievna, tôi đợi cô và hy vọng có thể nói chuyện với cô. Để làm gì cơ? Tôi thường nhớ đến những gì từng xảy ra giữa chúng ta ở Crimea. Dường như mọi việc kết thúc rất nặng nề. Liệu có đáng nhớ lại những chuyện đó vào thời điểm này không? Ông Alexei Alexeyevich, tạm biệt ông. Ông Alexei Alexeyevich, khoan, đừng đi vội. Xin ông đừng giận tôi. Có gì đâu mà giận hả, Daria Dmitrievna? Không không, ông chưa hiểu ý tôi. Tôi chúc ông mọi sự tốt lành và thành thật quý mến ông. Xong những chuyện cũ chẳng còn lại gì hết. Tôi hiểu. Tôi cảm thấy có lỗi với ông và rất thương ông. Cảm ơn cô về tình thương đó, Daria Dmitrievna. Alexei Alexeyevich, nếu muốn xin ông cứ viết thư cho tôi sẽ trả lời ông hàng ngày. Cảm ơn cô, nhưng bây giờ tôi ghê sợ giấy mực lắm rồi. Hãy tha thứ cho tôi. Hoặc cô là một nữ thánh, hoặc cô là một kẻ ngố. Cô chính là nỗi khổ đau địa ngục mà tôi phải nếm trải ở kiếp này. Mong cô đừng nghĩ xấu về tôi.
Tạm biệt ông. Cô y tá ơi. Cô y tá. Vì Chúa, cô hãy giúp tôi xoay người sang bên trái một chút. Tôi buồn nôn quá, lại không đi tiểu được. Chỉ ăn một chút là nôn ra hết. Cô đo nhiệt độ giúp tôi với. Cô y tá ơi, cậu ta làm nũng cô đấy. Chứ thật ra cậu ấy khỏe như con bò mộng ấy. Kệ cậu ta làm nũng một chút có sao đâu, cũng chả hại gì ai. Cô y tá thì có việc mà làm, còn cậu ấy cũng được vui vẻ. Anh đau lắm à? Đau lắm, đúng là quỷ tha ma bắt. Hay cô tiêm cho tôi một mũi, để đến đêm tôi sẽ tiêm cho anh. Semyon ạ, cô có người thân nào ngoài mặt trận không? Có chồng chưa cưới. Cầu trời phù hộ anh ấy. Anh ấy đã bị mất tích. Tôi cũng có một cậu em bị mất tích, nhưng sau đó lại có thư gửi về. Hóa ra cậu ấy bị bắt làm tù binh. Anh chàng của cô chắc tốt bụng lắm nhỉ? Anh ấy tốt lắm. Tốt vô cùng. Có thể tôi biết cậu ấy cũng nên. Tên cậu ấy là gì? Là Ivan Ilyich Chelegin. Tôi có nghe qua. Khoan đã. Phải, tôi đã từng nghe qua. Hình như cậu ấy bị địch bắt. Trung đoàn nào vậy? Trung đoàn Kazan. Thế thì đúng rồi, cậu ấy bị bắt làm tù binh. Chà, một người rất tốt. Không sao đâu cô y tá, cô ráng chịu đựng, ráng kiên nhẫn nhé. Đến khi tuyết tan là chiến tranh sẽ kết thúc, rồi cô sẽ sinh con cho cậu ấy. Tin tôi đi. Ôi, cô bé đáng thương của tôi. Có thật cậu biết anh chàng người yêu của cô y tá không? Tất nhiên là không. Làm sao tôi biết được? Xong, cô ấy rất cần hy vọng. Chị Katia. Ôi, chị Katia. Em ngủ thế nào em yêu? Ngủ ngon như ngày thơ ấu anh ạ. Thế là hai chúng ta lại đoàn tụ rồi, hai cô bé ạ. Katia, em biết không, anh và Dasa bây giờ là hai người bạn chí thiết đấy nhá. Cô bé cử lắm, làm việc như người lớn ấy. Katia này, bây giờ anh đâm thích món trứng kiểu Anh, ăn với bơ và mù tạt. Em thử đi. Ngon tuyệt vời đấy. Tiện thể nói luôn, người Đức họ phát cho dân mỗi người một quả trứng, một tháng chỉ được ăn có hai lần. Bismarck đã từng nói với cái lũ ngốc ấy là phải sống hòa bình với nước Nga kia mà. Nghe nói bên ấy đã bắt đầu đẻ ra những đứa trẻ không có da. Ta sẽ đánh bại nước Đức bằng chính quả trứng này cho mà xem. Thế thì khủng khiếp quá. Nếu như trẻ con đẻ ra không có da, ở ta hay ở Đức cũng vậy. Xin lỗi em, nhưng em lại lo vớ vẩn rồi đấy. Em chỉ cảm thấy nếu người ta chỉ biết có giết chóc và giết chóc thì quá khủng khiếp, chẳng còn muốn sống nữa. Biết làm sao được hả em yêu? Ta phải dùng kinh nghiệm xương máu của chính bản thân mình để hiểu được thế nào là chiến tranh, là quốc gia.
chứ không chỉ đọc mấy tác phẩm của Ilovaisky viết về những anh music nào đó đã chiến đấu bảo vệ lãnh thổ trên những cánh đồng Kulikovo và Borodino. Giờ thì tạm biệt hai chị em, anh phải đi gánh vác trọng trách đây. Em biết không, thật kinh khủng khi trẻ con đẻ ra không có da. Này các cô. Chúa ơi, thú thật anh không biết cô nào là vợ anh nữa. Anh không đoán được đâu. Tạm biệt hai chị em nhé. Катя, расскажи. Chị kể đi. Thời gian qua chị sống như thế nào? Biết kể gì bây giờ hả mèo con? Chị đã viết tất cả trong thư gửi cho em. Hay là kể chuyện có một sáng chị đi ra đại lộ, cả Paris dường như đã phát điên. Mấy người bán báo chạy khắp nơi, miệng giao ầm ĩ. Trên tất cả các báo đều toát ra nỗi khiếp sợ cái chết và sự căm thù. Từ hôm đó đi đâu chị cũng nghe thấy từ chết chóc. Cả em cũng vậy, chắc cũng nghe thấy từ đó. Hay là kể về những người lính của ta trên quảng trường ngôi sao ấy. Những gương mặt họ, những bài hát họ cất lên. Chị không biết làm sao để diễn tả. Em thật sự không hiểu, chị Katia. Chị xinh đẹp, duyên dáng, hiền hậu. Nhưng tại sao chị lại không hạnh phúc? Đôi mắt chị luôn buồn bã. Chắc vì con tim chị không hạnh phúc. Không, em hỏi nghiêm túc đấy. Chắc có lẽ khi con người có quá đủ mọi thứ, lúc đó người ta mới thực sự bất hạnh. Chị có một người chồng tốt, một đứa em đáng yêu. Chị có tự do. Thế mà chị sống như trong hư ảo. Và bản thân chị cũng như một ảo ảnh. Đa xa, đời chị coi như đã chấm dứt rồi. Chị đừng nói những điều ngốc nghếch đấy, chị Katia. Ngốc nghếch gì chứ? Em biết không, chị cảm giác được cái ngày đó. Thậm chí đôi khi chị hình dung rất rõ tấm nệm kẻ sọc, tấm khăn trải giường sộc sạch. Chị nằm chết cứng đờ trên đó, tóc bạc trắng. Ai là người cho rằng chúng ta phải sống một cuộc đời phi thường, cao siêu nào đó? Thực chất chúng ta cũng chỉ là những người đàn bà bình thường. Cần một người chồng đơn giản, đẻ thật nhiều con. Và sống gần cây cỏ hơn. Chị Katia yêu quý. Gì thế em yêu? Bỗng nhiên em thèm yêu quá. Anh Nikolai có nói với chị là em đã đính hôn. Hồi ở lãnh sự quán tại Paris, trong một tờ báo cũ, chị tình cờ bắt gặp một cái tên quen thuộc. Phải mất một lúc chị mới hiểu ra đó chính là anh Ivan Ilyich của em. Tội nghiệp em. Anh Nikolai Ivanovich về rồi đấy. Có dẫn theo một ai đó. Chị với anh ấy bây giờ thế nào? Chị không biết. Có vẻ như cả hai đã tha thứ cho nhau. Ôi chú ơi, toàn là những toan tính của đàn bà. Bây giờ ai cần những thứ đó chứ? Chúng ta chẳng thể làm gì được hết. Thời Piot đệ nhất đã bắt đầu cạo giấy như thế nào thì bây giờ cũng vẫn cứ thế mà cạo, không dừng lại được nữa. Phải, ở nước Nga này giấy và mực là những thứ quan trọng nhất. Thiếu súng người ta vẫn chiến đấu như thường, nhưng thiếu giấy là hỏng hẳn, không thể làm gì nổi.
Mời ngài. Chiến tranh đã bước sang năm thứ ba mà chúng ta vẫn chưa hoàn hồn trở lại. Xin lỗi, tôi vào cất chiếc cặp đã. Mời ngài vào. Phải để cho tất cả mọi người biết điều đó. Katia, em hãy nghe những gì anh ấy kể. Ở Galicia, quân Đức đã pháo hết sức dữ dội vào quân ta. Hỏa lực của chúng tiêu diệt sạch vài trung đoàn của ta. Còn quân ta thì đến đạn đại bác cũng không có. Có quỷ mới hiểu thế nào. Kìa anh Nikolai Ivanovich. Phải rồi, xin lỗi cả nhà. Xin được giới thiệu, đây là đại úy Rosin Vadim Petrovich. Đại úy Rosin Vadim Petrovich có nhiệm vụ tiếp nhận quân trang quân dụng. Anh ấy đã đi thẳng từ đơn vị tác chiến đến chơi ở nhà chúng ta. Vadim Petrovich, đây là em vợ tôi, Dasa. Em hãy làm quen với đại úy Lisa. Lisa, cô dọn bữa trưa luôn nhé, chúng tôi chỉ có 2 tiếng đồng hồ thôi. Dasa, em thấy không, cả mấy trung đoàn bị tiêu diệt sạch, thật không thể tưởng tượng nổi. Ông chủ này, chuyện gì vậy? Tĩnh mịch dễ sợ, ông chủ ạ. Ông đừng im lặng như vậy. Ta không im lặng. Ta đang sáng tác. Ông sáng tác gì thế? Sáng tác thơ. Thơ về cái gì vậy? Về mọi thứ. Về ta với cậu. Về cái này. Cái này. Và cái kia nữa. Kia là cái gì hả ông chủ? Ở đâu cơ? Ở trên trời. Đừng nói vớ vẩn, chả có gì trên đó hết. Tất cả những gì đang hiện hữu lúc này đều hoặc ở trên mặt đất, hoặc ở trong lòng đất. Ôi chúa ơi, đâu phải thế thưa ông chủ. Đó là khinh khí cầu, một quả bóng dài chứa khí bên trong, hiểu chưa? Với bộ mặt thế này thì đúng là chả nên sống. Ông ta từng là nhà thơ nổi tiếng, lẽ ra đã có thể thành thiên tài. Chắc chắn hắn là một kẻ bạc nhược và ham chơi gái. Chẳng qua anh chưa đọc thơ của ông ta thôi. Còn thế nữa cơ đấy. Ông ấy đã tiên đoán trước sự sụp đổ và chấm hết. Tiên đoán là một chuyện, còn thực hiện lại là chuyện khác. Chỉ ít ở nhà cũng còn răm củ khoai tây chứ. Lẽ ra cô phải nhận thấy từ sáng qua đến giờ tôi chưa ăn gì. Ngồi xuống. Đồ luộm thuộm. Cô không nói tôi cũng thừa biết nhà chả còn chút khoai tây nào. Ngoài việc suốt ngày ngồi nghĩ đủ thứ chuyện nhảm nhí, cô chả làm được cái trò trống gì ở đời này. Em có thể đem rượu sang nhà hàng xóm đổi lấy khoai tây và bánh mì. Nghe tôi nói xong đã, rồi muốn làm gì thì làm. Hôm nay tôi đã giải quyết dứt khoát vấn đề có được phép phạm tội hay không. Vấn đề này tôi đã quan tâm từ khi còn bé. Xong chỉ mấy ngày vừa qua tôi mới giải quyết dứt điểm.
Tôi ngồi trong chiến hào, cách quân địch 300 thước. Tại sao tôi không bỏ qua chiến hào địch để giết chúng, cướp sạch đồ đạc quân trang của chúng? Bởi vì tôi sợ chúng giết tôi. Nếu tôi biết chắc rằng chúng không giết tôi, thì dĩ nhiên là tôi sẽ đi, sẽ giết và lấy đồ đạc. Và chân dung của tôi sẽ được in lên các báo như một anh hùng, một việc rất logic và rõ ràng. Bây giờ, giả sử tôi đang ngồi không phải trong chiến hào, mà là ở một nơi cách Ianta 6 dặm, tại sao tôi không lên phố, không bẻ khóa cửa hiệu Kim Hoàn, Muravechik, không cắt cổ lão chủ, rồi lấy sạch vàng bạc châu báu? Chính là vì tôi sợ, sợ bị bắt, bị đưa ra tòa, sợ bị xử tử, rất logic và rõ ràng. Như vậy, vấn đề có nên phạm tội hay không, chung quy chỉ căn cứ vào cảm giác chủ quan của tôi. Tôi thấy ai là kẻ thù? Ngoài mặt trận là kẻ thù của quốc gia, còn đằng này chỉ là kẻ thù của riêng anh. Chắc cô lại định thuyết cho tôi nghe về chủ nghĩa xã hội nữa chứ gì? Tôi khẳng định nền tảng của luân lý là quyền của cá nhân, chứ không phải của tập thể. Chính nhà nước tạo ra tập thể, tổ chức cho nó cướp của, giết người. Tại sao cá nhân tôi lại bị hạn chế cái quyền đó? Hổ ăn thịt bất cứ con gì nó muốn, mà tôi thì cao hơn con hổ. 50 triệu thanh niên trai tráng đang đánh nhau trên các mặt trận. Họ đều được tổ chức và vũ trang. Liệu sẽ có một ai đó dám đứng ra hô: đồ ngu, các người bắn sai mục tiêu rồi? Lúc đó sẽ bùng lên cuộc nổi loạn, rồi thì cách mạng, rồi cơn ác mộng toàn cầu. Lưỡi lê sẽ chĩa hết vào trong nước. Người ta sẽ đặt lên ngai vàng một thằng ăn mày ghẻ lử và lạy lục nó. Thôi, thế cũng được. Cứ vậy đi. Luật duy nhất thắng thế là luật sừng, là tình trạng vô chính phủ, chủ nghĩa vô chính phủ thần thánh, giải phóng bằng con đường giết chóc, giết, giết và giết sạch. Ta có thể hủy diệt cả trái đất. Ta không thuộc về nó. Em thắp nến cầu xin Thánh Nikolai phù hộ cho anh Ivan Ilyich.
Ngài Vadim Petrovich, xin ngài giải thích giúp, một người lính mất tích chính xác nghĩa là gì? Điều đó nghĩa là Daria, người đó không trở về đội ngũ, song cũng không tìm thấy anh ta trong số người chết và bị thương. Vậy xác suất người đó còn sống là bao nhiêu phần trăm? 0% nếu đó là trận tấn công. Tuy nhiên, nếu là trận rút lui, còn có hy vọng anh ta bị bắt làm tù binh. Lá thư cuối cùng được gửi từ mặt trận chống quân Áo một tháng sau khi chiến tranh nổ ra. Thời điểm đó quân ta tấn công hay rút lui? Đó là cuối tháng 8, đầu tháng 9 năm 1914 trên mặt trận chống quân Áo. Nếu tôi nhớ không nhầm, khi đó chúng ta tấn công. Cảm ơn ngài. Người mất tích là Ivan Ilyich Chelegin, chuẩn úy thuộc trung đoàn Kazan. Cậu ấy là vị hôn phu của Dasa. Ra là vậy. Chuyện là vậy đấy, ngài Vadim Petrovich ạ. Ngủ đi, cây tần bì non của mẹ. Ngủ đi, con bé bỏng dễ thương. Con là tình yêu, là niềm vui, hạnh phúc. Ngủ đi con, mẹ ru suốt những đêm trường. Cháu bé bị làm sao vậy? Con trai tôi chết rồi. Ta đi nào, để tôi bế cháu cho. Tôi biết đi đâu bây giờ. Ngài đi một mình đi, ngài thật tốt bụng. Ngài tên kia, mày là thằng nào? Lại đây mau lên. Lại đây, thằng lính Nga thối tha bẩn thỉu. Đi theo chúng ta, mau lên. Wohin mit dem Kerl? In die Scheune da. Bist du sicher? Ganz sicher. Wo kann auch hin? Rein mit dir. Không vượt qua chiến tuyến nữa. Tuân lệnh, thưa ngài. Các anh em, mở cửa ra, giúp tôi với. Cứ để chúng cút về với mẹ của chúng đi, không cần đuổi theo. Hãy thu thập vũ khí của chúng. Hãy thả tôi ra. Ai đập cửa đấy? Tôi là sĩ quan Nga, là tù binh trốn trại. Đúng là cuộc gặp gỡ tình cờ. Tôi chưa nhận ra ông. Tôi là Stapazov đây. Sergei X đây. Nhân vật đặc biệt đây. Chiến tranh là vậy đấy.
chuẩn bị đón chào. Nhìn sang phải, bồng súng, chào. Thưa Đức Ngài đáng kính, đội quân danh dự đã sẵn sàng nghi lễ đón chào Đức Ngài. Chỉ huy đội danh dự Thượng tá Anferov. Kính chào Đức Ngài. Đức Ngài muôn năm. Mời ngài lên xe tôi, thưa ngài. Mời ngài ngồi. Xe tôi đi rất nhanh, đến nơi trong chớp mắt. Đại diện của Đức Vua đấy, liên minh mới của chúng ta. Từ giờ chúng ta sẽ bảo vệ họ. Ngài mới từ mặt trận về à? Tôi vừa trốn thoát khỏi trại tù. Thế bên ấy họ sống ra sao? Ngài bá ơi, cẩn thận đấy. Đúng là anh hùng dân tộc. Đi nhanh lên một chút anh bạn. Ngài khỏi phải lo. Ngài có biết lão Ivan Trafimich không? Người vùng Ragulai đi buôn dạ. Chuyện là thế này. Ông ta thầu cho quân nhu giàu lắm, tiền chẳng để đâu cho hết. Thế mà bà vợ hôm kia lại bỏ đi theo một gã Ba Lan. Đấy, ăn cắp cho lắm vào. Có lẽ là ngôi nhà này. Đứng lại, Vasai. Thưa ngài, đến nơi rồi. Anh đợi tôi ở đây. Tuân lệnh, thưa ngài. Ai đấy? Xin hỏi muốn gặp ai? Xin hỏi cô Daria Dmitrievna Bulavina sống ở đây phải không? Phải ạ, tiểu thư có nhà. Mời ngài vào. Cả bà chủ, cả tiểu thư đều ở nhà. Xin ngài đưa mũ cho tôi. Tiểu thư, cô có khách. Tôi có khách ư? Ai vậy? Ông cần gặp tôi ư? Ôi, em thật ngốc nghếch. Thật ngốc quá đi mất. Anh Ivan Ilyich, anh vừa chạy trốn khỏi nhà tù. Đúng vậy. Ôi Chúa ơi, rồi sau đó anh đi thẳng về đây. Chuyện đó đã xảy ra như thế nào? Nói chung cũng bình thường. Có nguy hiểm không anh? Có. À, cũng không đến nỗi nguy hiểm lắm. Trông anh khác quá. Anh không biết. Có lẽ không đâu. Anh thay đổi quá. Lại có cả ria mép. Anh đến Moscow lâu chưa? Anh vừa mới xuống ga xong. Để em bảo pha cà phê. Đừng, không cần bận tâm đến anh đâu. Bây giờ anh sẽ về khách sạn. Tối nay anh đến nhé. Giờ anh đi đã. Đến tối sẽ quay lại sau. Anh đến lúc 7 giờ được không, Daria? Được ạ. Ôi, lạy Chúa tôi. Đến khách sạn, loại tốt nhất đấy. Khách sạn chợ Slaver, thưa ngài. Đi nào. Đi mau lên. Và bây giờ, khi ngày mai tôi ra đi liều mình vì quốc gia Nga, trước hết tôi phải hỏi, thế còn các ngài, những người đẩy tôi đến chỗ chết, liệu các ngài có đủ minh mẫn trí tuệ tầm cỡ quốc gia chưa? Liệu tôi có thể yên tâm mà đổ máu cho tổ quốc không? Đa xa, ai đến gặp em thế? Là anh ấy, anh Ivan Ilyich. Hạnh phúc biết bao, Đa xa. Em thấy không? Chúa nhìn thấy hết. Chị biết không, thậm chí em không thấy mừng chút nào, mà chỉ thấy sợ. Nhưng giờ đây một lực lượng mới đang trỗi dậy.
Song chính phủ vẫn như trước đây, chỉ nhìn các tổ chức xã hội bằng con mắt ngờ vực. Có điều mọi việc đã rõ ràng, chính phủ không thể thiếu chúng tôi. Ban đầu chúng tôi chỉ nhúng vài ngón tay, sau đó sẽ nhúng cả bàn tay. Tôi rất lạc quan, Vadim Petrovich ạ. Còn tôi thì không. Chiến tranh sẽ kết thúc với việc người lèo lái quốc gia sẽ là chúng tôi, các nhà hoạt động xã hội. Những gì mà mấy tổ chức kiểu ruộng đất và ý nguyện, hay hội xã hội cách mạng và Marxist không làm nổi, thì chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành. Và các anh sẽ làm gì nhỉ? Thực thi chế độ dân chủ, anh bạn ạ. Chế độ dân chủ. À, thì ra là chế độ dân chủ. Xin phép được hỏi, các anh định theo đường lối dân chủ kiểu Anh hay kiểu Mỹ đây? Nước Nga chưa sẵn sàng theo bất kỳ đường lối dân chủ nào, và 100 năm nữa cũng vẫn chưa sẵn sàng. Xin lỗi các vị, tôi quên khuấy đi mất, tôi có một cuộc họp ở Hạ viện. Nếu có gói bưu kiện kèm giấy tờ được chuyển đến, em nhận giúp anh nhé. Chúng ta không tranh luận nữa, Vadim Petrovich ạ. Hy vọng sau một năm nữa vẫn sẽ gặp anh với phong độ như vậy. Rất vinh dự, rất vinh dự. Ngày sắp ra trận sao? Đúng vậy. Ngày mai ư? Không, hôm nay. Sắp chưa? Khoảng một tiếng nữa. Ngài đi đâu? Về đơn vị tác chiến. Cô Ekaterina, chắc chúng ta gặp nhau lần này là lần cuối. Cho nên tôi đã quyết định nói rõ, đừng. Tôi biết cả rồi, và ngài cũng hiểu rõ tôi mà. Thế nghĩa là cô... Vâng, đúng thế, ngài cũng thấy rồi. Tôi van ngài, ngài đi đi. Ngài hãy đi đi. Tạm biệt cô. Giấy tờ văn kiện gửi ngài Smakovnik Nikolai Ivanovich. Ông chủ đang đợi bác. Mời bác vào phòng làm việc. Thật là kinh khủng. Mình đợi chàng đằng đẵng 2 năm dòng, vậy mà đến lúc gặp mặt lại không thốt nổi một lời.
Đúng rồi. Chào ông. Sáng mai phải không? Tôi nhận được rồi, họ vừa đem đến. Tất nhiên rồi. Tôi đã chỉnh lý tất cả. Xin lỗi, tôi không giữ ông thêm nữa. Ông đành phải tự mình làm thôi. Tôi không thể giúp gì được. Tiểu thư, cô có khách. Cô có khách, thưa tiểu thư. Tôi nhớ ra rồi, Ivan Ilyich ạ. Hồi đó, ở tiệm Park Pamin, anh ngồi sau chiếc bàn ngay cạnh cửa ra vào. Thấy anh Đa Sa thốt lên: chị Katia, anh Chelegin kia kìa. Marussia rất thích kẹo sô-cô-la mà chồng cô đem về từ Grab. Chào anh. Trong lúc đợi anh, em vớ tạm cuốn sách vớ vẩn ngồi đọc. Anh kể chuyện của mình đi. Biết kể gì bây giờ hả Daria? Tôi bị thương ngất đi. Khi tỉnh dậy thì thấy mình bị bắt làm tù binh. Sau mấy lần trốn chạy không thành, tôi bị chúng tống giam vào một nơi gọi là hố mục sữa, một nơi tiêu điều ghê rợn vô hy vọng giữa đầm lầy. Năm ngoái ở đó đã có 5.000 lính Nga bị chết vì thương hàn và kiết lỵ. Anh sống ở đó thế nào? Rất tệ. Một nửa số tù binh đau dạ dày, sốt, mọc ung nhọt hay bị lở loét. Nhưng tinh thần của mọi người vẫn phấn chấn. Chúng tôi biết rằng tướng Brusilov đang tiến quân như vũ bão. Quân Pháp đã thắng quân Đức ở Stampanh, Verden. Chúng tôi nghĩ chiến tranh đang nhích dần đến kết thúc. Nhưng mùa hè đã trôi qua, mùa mưa bắt đầu. Tướng Brusilov vẫn không chiếm được Krakow, cũng không giành lại được Lvov. Người Pháp cũng tạm thời ngừng chiến. Tại hố mục giữa bắt đầu phát sinh đủ thứ chuyện. Một lần vào giờ điểm danh, bỗng thiếu mất một sĩ quan tên là Viskobojnikov. Mọi người phát hiện ra cậu ấy đã treo cổ. Khi tên trại trưởng xuất hiện, cả lán tù bùng lên bạo loạn, hoàn toàn tự phát. Tên chỉ huy trại bị bóc cổ. Sau đó tôi và thượng tá Mesin, thượng úy Zhukov bị giải đi. Chúng tôi hiểu thế nào cũng có người phải trả giá cho sự bạo loạn này. Sao anh không hút thuốc? Tôi lấy diêm cho anh nhé. Cảm ơn chị. Thế mà anh kể mọi chuyện nghe thật đơn giản. Thì chuyện xảy ra đúng như vậy. Tòa án quân sự của chúng đã tuyên án xử bắn chúng tôi. Katia, chị nghe thấy không? Tuyên án xử bắn đấy. Xử bắn kia đấy. Tiếp sau đó thì sao? Sau đó chúng giải chúng tôi vào một nhà kho. Gần ngay cửa nhà kho có một chiếc ô tô đang đỗ. Nói tóm lại, chúng tôi lập tức nhảy lên chiếc ô tô đó và tẩu thoát. Chuyện tình cờ có chiếc ô tô đỗ ở đó đúng là hy hữu. Thế lỡ như không có chiếc ô tô thì sao? Không, chúng em sẽ không bao giờ để anh đi nữa đâu. Cảm ơn em. Chúng tôi đến được Karpat thì xe hết xăng. Chúng tôi để xe xuống vực. Sau đó, từng người chạy thoát thân. Tất cả chỉ có vậy thôi. Thế mà còn chỉ có vậy thôi ư? Quận Kasimovsky.
áo khoác lông cừu Romanov, 1.347 chiếc. Chúng ta đang gặp khó khăn trong việc cung cấp loại mũ này. Tôi và ông bắt buộc phải đổi vai trò cho nhau. Ông ở hậu phương, còn tôi ra tiền tuyến. Mỗi người có một vai trò và một thời điểm của mình. Đó là ý nghĩa đích thực của kỷ cương thời chiến. Nào, chúc ông thành công. Xin lỗi ông, vì tôi bận công việc. Chắc có lẽ là suốt đêm nay. Nào, chúng ta tiếp tục nào. Bao vải gai, 25.000 chiếc. Quận Spas-Klepikovsky. Bông chưa tẩy trắng, 11.200 cân. Cảm ơn Chúa, cuối cùng cũng được như ý chị Katia. Anh ấy được cử đến nhà máy quân sự ở Petrograd. Thật là hạnh phúc. Nếu anh ấy lại bị điều ra mặt trận, chắc em không chịu nổi. Chị có nghe em nói không đấy, Katia? Chị nghe rồi. Đa xa. Còn ai đáng được hưởng hạnh phúc nữa nếu không phải là em? Vì cái gì? Vì cái gì mà chị phải chịu như vậy? Sự giày vò này đến khi nào mới kết thúc? Chị không thể chịu đựng thêm nữa, không thể. Chuyện này sẽ không bao giờ chấm dứt. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ có được niềm vui. Mikhail Noskin trong vai Rusin, Svetlana Penkina trong vai Katia, Irina Averova trong vai Dasa, Yuri Salomin trong vai Chelegin, Vyacheslav Ezenkov trong vai Nikolai Ivanovich cùng một số diễn viên khác.